Trong tập trước, Phương Hàn cải trang thành Vô Thường, kẻ đã bị hắn giết bên trong mộ huyệt Quỷ Vũ Thánh Quân. Sau đó Phương Hàn tiếp cận, mưu đồ ám sát tên đồ cương của Thần Ngục Thiên Đình. Mọi người cùng theo dõi những diễn biến của tập sau nha. Hai quyền va chạm, bụp, lấy hai người làm trung tâm, từng vòng tròn đồng tâm phát tán, đó là năng lượng cự đại ba động truyền ra, lan tới đâu, nơi đó đều biến thành tro bụi. Tại trong rung động, bát bộ phù đồ trên đỉnh đầu đồ cương đột nhiên vỡ ra, Vạn Long bên trong phát ra tiếng rên rỉ thống khổ, mà thân thể của hắn lại như đồ sứ thoáng cái nứt vỡ, máu tươi từ vết nứt trào ra. Một hồi va chạm vừa rồi, hắn đã bị Phương Hàn đánh vỡ. Chuyện gì vậy, Vô Thường, lực lượng của ngươi, đây là loại đạo thuật gì? Toàn thân đồ cương run rẩy, liên tiếp lui về phía sau, ý đồ tiến vào trong vô tận khe hở không gian. Tốc độ của hắn cực nhanh, hơi lập lòe, tầng tầng không gian sương mù đã bao phủ toàn thân hắn, khe hở không gian cùng sương mù lập tức che lấp khí tức của hắn. Sắc mặt Phương Hàn không chút biểu tình, đại thủ vươn ra, cự trường đông nghịt hoàn toàn phá hủy không gian sương mù, xâm nhập vào không gian sâu nhất, từng tầng không gian bị phá vỡ, áp xúc, nguyên bản không gian đứt gãy cự đại lập tức bị pháp lực cường đại biến thành tro bụi, đồ cương thoáng cái liền bị lôi ra khỏi đó. Ma đầu Phương nào, dám động thủ trước sân môn hư gia ta, nhanh chóng quỳ xuống hàng phục, ta tha cho các ngươi khỏi chết. Đúng lúc này, rất nhiều tiếng nổ lớn truyền tới. Tại bờ Trường Hà bên kia, khoảng chừng có 9 đạo cầu vòng theo gió vượt sóng mà tới. Trong những đạo cầu vòng kia đều hiện ra một đạo thủ trưởng cự đại, 5 ngón tay mở à, mỗi ngón tay đều giống như kình thiên đại trụ, chấn áp vạn cổ, băng diệt hết thảy. Cứ nhiên khi Phương Hàn đối chiến cùng đầu cương làm kinh động tới cường giả tuyệt đỉnh của hư gia, mỗi một đạo cầu vòng đều mang theo khí tức tổ tiên vô thượng, cũng không phải là kim tiên. Cao thủ tổ tiên trong hư gia cảm thấy nguyên khí ba động, cho nên mới chạy tới. Nếu không kim tiên cũng không có khả năng phát hiện ra ba động này. Chư vị cao thủ hư gia, đây là đệ nhất tội phạm truy nã thiên đình Vô Thường. Hắn to gan lớn mật dám chặn giết đệ tử chấp pháp Thần Ngục Thiên Đình chúng ta, mau chóng xuất thủ, công lao của các ngươi không nhỏ đâu. Đồ cương thoáng thấy cứu tinh đến, đột nhiên thoáng cái thi triển ra một môn thần thông huyền diệu vô địch, tuổi thọ toàn thân kịch liệt thiêu đốt bùng phát, thoáng cái thoát khỏi trói buộc của Phương Hàn. Cùng lúc đó, hỏa diễm do thiêu đốt tuổi thọ sau lưng của hắn ngưng kết thành một pho tượng hoàng giả cự đại, Mệnh Hoàng Vô Địch Đại Thiên Thần Quyền, thi triển ra một môn võ học mạnh nhất trong Chư Hoàng Vũ Kinh. Ở bên trong Chư Hoàng Vũ Kinh, Hư Hoàng, Khí Hoàng, Hy Hoàng, đám hoàng giả võ học đều ẩn chứa thiên địa chí lý, nhưng mà bên trong đám Chư Hoàng, Mệnh Hoàng không sai biệt lắm lại là số một, bởi vì Mệnh Hoàng tham ngộ mệnh chi đạo, lấy thọ làm dẫn, lấy mệnh làm thuật, bạo phát ra, là nhân tài kiệt xuất trong Chư Hoàng. Mệnh là một loại tồn tại kỳ diệu, vận là thiên địa đại đạo, vận mệnh kết hợp, xuyên qua thiên địa kỳ nguyên. Mệnh Hoàng tuy nghiên cứu mệnh lý, cơ hồ cũng chiếm được một nửa đại đạo, không thể tưởng được đồ cương học được tuyệt học Mệnh Hoàng trong Chư Hoàng Vũ Kinh, đánh ra một quyền, mệnh lý ẩn chứa trong đó, áp bách chân khí, phản kích lại Phương Hàn. Tà ma, buông đệ tử chấp pháp thần ngục của thiên đình ra, mau chết, không ngờ là tà ma Vô Thường, tới hư gia ta quấy rối, chẳng lẽ tưởng hư gia ta không có người, hư gia ta vừa vặn bắt toàn bộ đám người các ngươi giao cho thiên đình, thu được kỳ công bất thế, liên thủ trấn áp, phong tỏa hư không. Không nên để tà ma bỏ chạy, giết. Cự trưởng trong những đạo cầu vồng kia nghe thấy đồ cương gầm rú, thần niệm cường hoành liền bắn phá tới, sát khí lẫm nhiên, đại trận tự nhiên bao phủ xuống, bầu trời như bị kéo thấp xuống, mỗi một người đều là phế vật. Ánh mắt Phương Hàn quét qua, lù lù bất động, vững vàng giống như thần sơn, mãi mãi bất động. Xoẹt, sau lưng của hắn đồng dạng xuất hiện 9 đại thủ nguyên khí, không ngờ là thực thể, đụng vào 9 đạo cầu vồng đang đáp xuống. A, đại thủ của đạo cầu vồng hạ xuống trước tiên bị chấn động vỡ tan, huyết vũ phiêu tán rơi rụng, cầu vồng đứt gãy. Đồ cương thấy vậy mà hãi hùng khiếp vía, sau đó liên tục là những tiếng nổ mạnh, 8 đại thủ cầu vồng đều bị đánh vỡ. Phương Hàn dùng một kích phá vỡ thế công của 9 đại tổ tiên. Nghiệp chướng, thanh âm từ một nơi xa xôi truyền tới, tựa hồ như 9 đại tổ tiên chính thức chạy tới. Thân hình của Phương Hàn rốt cục cũng động, cước bộ đạp mạnh, nước sông trên trong Trường Hà đều bốc hơi, khắp nơi đều xuất hiện từng đạo mảnh vỡ không gian. Cước bộ của hắn làm rung chuyển hết thảy, trên bầu trời xuất hiện vô số tinh đấu theo thân thể hắn mà xoay tròn, pháp lực hào hùng mà cường đại làm cho đồ cương thiếu chút nữa bị chấn đắc vỡ tan. Hắn liền oa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Mệnh Hoàng thần quyền đánh ra được một nửa đã hoàn tán loạn. Sau đó trong ánh mắt hoảng sợ của hắn chứng kiến ngón tay của Phương Hàn duỗi ra, từng đạo vết rách theo đó tràn ngập lan ra ngoài, cách không oanh kích, 9 đạo thời không chi môn giống như kình tử xuất hiện bốn phía quanh thân thể hắn. Lực lượng của hắn giống như bài sơn đảo hải oanh kích vào trong thời không chi môn. Lập tức phía sau 9 tòa thời không chi môn truyền tới 9 tiếng kêu thảm, không ngờ toàn bộ đều bị Phương Hàn cách không kích thương. Cái này, 9 vị vô thượng tổ tiên của hư gia bị hắn cách không kích thương. Đồ cương thoáng thấy một màn, thiếu chút nữa sợ tới mức hôn mê. Phương Hàn liên tục cười lạnh, thoáng cái chụp tới, giống như ưng chụp thỏ, trực tiếp bắn lấy hắn.
tay áo phất một cái liền trực tiếp tan biến. Trên Lương Hư Hà lại khôi phục vẻ bình yên vốn có, thậm chí ngay cả Đạo Húc Thánh Tử, Thần Nhất Mi cũng vô thanh vô tức rời đi. Tại không lâu sau khi Phương Hàn rời đi, vô số khí tức cường đại vượt thời không mà đến, hiện ra một số cao thủ của Hư gia, đám người đều đưa mắt nhìn nhau, trong đó đó chính nhân vật địa vị cực cao, sắc mặt tái nhợt, dường như mới khôi phục. Vô Thường, đó chính là Vô Thường sao? Tại sao hắn lại cường hoành như thế, không thể diễn hóa ra thời không chi môn, oanh kích khiến nguyên khí của chúng ta đại thương, cỗ lực lượng kia quả thực là không thể chống lại, chuyện này nghiêm trọng đây, liên lụy đến cả thần tộc, Vô Thường đã đầu nhập vào thần tộc, Hư gia chúng ta phải nghiêm ra đề phòng mới được, trước tiên đem tin tức này báo cho thiên đình đã. Bên trong một tòa sơn mạch tại Hư Châu, mây mù lượn lờ, thương tùng rậm rạp, khắp nơi đều là nước rơi suối chảy, linh vượn, tiên hạc, bạch lộc, các loại linh thú lượn lờ qua lại, hiện ra khí chất của nhất phái tiên gia. Trong Hư Châu, đây là dãy núi lớn nhất, kéo dài không dứt, phong cảnh như vẽ, chính là bởi vì như thế cho nên Hư Châu đặc biệt rất nhiều tán tu, còn có một số môn phái nhỏ, đều định cư trong đó, không tranh quyền thế. Mặc dù như thế, thế nhưng bởi vì Hư Châu quá lớn, vẫn có một số nơi sơn thủy không có người ở. Phương Hàn nhìn một mảnh non xanh nước biếc không một bóng người, liền đáp xuống, hắn một tay nhấc đồ cương, thì triển phong ấn hoàn toàn giam cầm kẻ này, ngay cả nửa điểm thần niệm cũng không thể truyền ra, giống như chó chết bị ném vào trong dòng nước phía trước, mặc cho thác nước cọ rửa, mà Đạo Húc Thánh Tử, Thần Nhất Mi trong tay đều tóm đám đệ tử thần ngục, mỗi tên đều bị phong ấn. Sư đệ, may là 6 tên đệ tử này đều bị ngươi đánh trúng, nguyên khí đại thương, nếu không thật đúng là chúng ta cũng khó bắt được bọn chúng. Nhất là tên Lục Nhĩ Linh Vương Hùng Chân Tông, trên người có một môn thần thông Thiên Độn Thập Truyền, chui vào sâu trong địa mạch, nếu như không phải ta thi triển ra đạo thuật Thần Du Cửu Thiên, bọn chúng thật sự sẽ chạy mất. Đạo Húc Thánh Tử cũng ném đám người này xuống, nhìn đám người này bị thác nước cọ rửa, nhìn đồ cương bị phong ấn không thể nhúc, trên mặt liền hiện ra khoái cảm báo thù, xử lý đám người này thế nào bây giờ? Thần Nhất Mi nói, giết toàn bộ hay nhốt lại, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, sư đệ, ta thật không tưởng nổi ngươi cư nhiên có thể đạt được loại cảnh giới này. Vừa rồi khoảng chừng 9 lão ngoan đồng cấp bậc vô thượng tổ tiên của Hư gia xuất thủ, ngươi cư nhiên có thể đánh lui bọn họ, còn mở ra thời không chi môn đem lực đạo tiến vào trong đó công kích, thu toán vị trí của bọn họ, khiến bọn họ bị thương. Cái này chỉ sợ là tổ tiên đỉnh phong mới có thể làm được, hiện tại ta thật sự không thể tưởng tượng nổi, nếu như sau khi ngươi tấn thăng tới tổ tiên sẽ uy mạnh thế nào. Một vị kim tiên đối mặt với công kích của 9 đại vô thượng tổ tiên, sau khi trực tiếp đánh tan hết thảy, còn mở ra thời không chi môn, thôi toán ra vị trí cụ thể của bọn họ, đem lực đạo tuyệt thế oanh kính vào, kích thương 9 đại vô thượng tổ tiên. Vấn đề này nói ra cũng sẽ chẳng có ai tin. Trước kia, lúc Phương Hàn chưa luyện hóa tàn phiến tạo hóa thần khí cùng Thương Tâm Cung, tuyệt tình tiến, pháp lực tuy có thể xé rách tổ tiên, thế nhưng cũng không có năng lực thắng được vài vị tổ tiên liên thủ. Thế nhưng hiện tại, hoàn toàn bất đồng, tàn phiến tạo hóa thần khí trong nội đan nội chiến liệt long kình làm lực lượng của hắn tăng lên gấp đôi, Thương Tâm Cung, tuyệt tình tiến cũng cho hắn đại lượng pháp tắc tổ tiên, thực lực mới có thể kinh thế hãi tục như thế, tới tình trạng hù chết tiên nhân, nhất là ở sâu trong thần quốc của hắn, dù chỉ Phật Đà Thánh Nhân đang được thắp lên, tùy thời tùy khắc chiếu sáng, cơ hồ cũng có thể giống như đồ cương, tấn thăng đến tu vi tổ tiên. Đối với Phương Hàn một chiêu đánh tan 9 đại tổ tiên, Đạo Húc Thánh Tử, Thần Nhất Mi cơ hồ là bụi phục sát đất, làm sao bây giờ, nhổ cỏ tận gốc, không lưu hậu hoạn, Phong Duyên sư đệ, 3 tên đệ tử chấp pháp thần ngục thiên đình giao cho ta, bọn chúng phi thường cường hoành, ta chính là đang muốn đem bọn chúng luyện chế một môn đạo thuật, Tam Dương Nhất Khí Chân Thiên Nguyên Thần. Đúng rồi, sư đệ, sau khi ngươi thu bát bộ phù đồ của tên đồ cương kia, đồng thời rút lấy pháp tắc tổ tiên của hắn, còn có rất nhiều loại thần thông, hãy lưu lại mạng sống của hắn giao cho ta, hiện tại ta không hy vọng chết, ta muốn vĩnh viễn tra tấn, khiến cho sau khi hắn nhận hết thống cổ nhân gian, cuối cùng mới hoàn toàn diệt vong. Hận ý của Đạo Húc Thánh Tử đối với đồ cương cho dù dốc hết nước tứ hải cũng khó rửa sạch, tự nhiên là thế rồi. Tam Dương Nhất Khí Chân Thiên Nguyên Thần cần có căn cơ đại khí vận của 3 người, ít nhất đều là tu vi kim tiên, tiếp cận tổ tiên, sau đó vận dụng Tam Dương khai thái chi thuật, tế luyện bọn chúng, rót vào tổ tiên nguyên thần của chúng ta, trải qua lâu ngày, khiến cho bọn chúng cũng vượt qua kiếp số, tấn chức tổ tiên. Như vậy sau này chỉ cần ta khẽ động là có 3 tổ tiên chân thiên nguyên thần thực lực đồng dạng, vô cùng lợi hại, đệ tử thần ngục của thiên đình vừa vặn là tài liệu phù hợp, Thần Nhất Mi cũng hớn hở nói. Tam Dương Nhất Khí Chân Thiên Nguyên Thần là pháp môn trong bí điển của vũ hóa môn chúng ta, phi thường thần diệu, bất quá tài liệu rất khó kiếm, sau khi tu thành sẽ có uy lực không gì sánh kịp, Đạo Húc Thánh Tử giải thích, sau đó khoanh chân ngồi xuống, đánh ra từng đạo thủ pháp huyền ảo, mỗi một thủ pháp đều hiện ra diệu dụng âm dương hòa hợp, trong khoảng thời gian ngắn 3 đệ tử thần ngục trong tay đều biến thành một đạo thần quang, bị thu vào trong thần quốc của hắn. Thần Nhất Mi cũng bắt đầu tu luyện,
hai người kia cũng thật to gan lớn mật, trực tiếp đem đệ tử chấp pháp thần ngục thiên đình biến thành tài liệu, bắt đầu tu luyện thần thông. Phương Hàn gật gật đầu, đám người đồng môn to gan lớn mật như vậy, hắn tự nhiên cũng can đảm hơn nhiều, huống chi từ trước tới giờ hắn cũng không biết sợ ai. Giỗi tay tung chảo, liền giải trừ phong ấn cho Đồ Cương, thân thể Đồ Cương bật dậy, ha ha, Trưởng Khiếu, Vô Thường, ngươi đúng là ngu xuẩn, cư nhiên giải khai phong ấn, ta đã đợi thời khắc này rất lâu rồi. Mệnh Hoàng Tam Phi cấp tốc trở lại thiên đình, trong lúc nói chuyện hắn trực tiếp xông lên tầng mây tan biến, nhanh không thể tưởng tượng nổi. Sắc mặt Phương Hàn vẫn bất động, cũng không đuổi theo, chỉ đưa tay ra, đại thủ kéo dài, không gian áp xúc chui vào thương khung, một lần nữa kéo Đồ Cương trở lại. Soạt, Đồ Cương từ trên trời rơi xuống, bị một cỗ đại lực trực tiếp quăng ngã, đầu óc choáng váng, miễn cưỡng bỏ lên nhìn sắc mặt âm tình bất định của Phương Hàn. Qua mấy hơi thở hắn lại gầm lên giận dữ, bát bộ phù đồ trên đỉnh đầu một lần nữa ngưng tụ thành hình, uy nghiêm của thượng phẩm tiên khí hiện ra. Ánh mắt Phương Hàn khẽ động, cánh tay lại duỗi ra, vô luận Đồ Cương biến hóa thế nào cũng không thoát được, bị hắn cứng rắn dùng một tay ấn lên đỉnh đầu, thu lấy bát bộ phù đồ, từng đạo long khí từ trên người xông ra, dũng mạnh tiến vào trong thượng phẩm tiên khí bát bộ phù đồ. Phốc, Đồ Cương hộc ra một ngụm máu tươi, hắn cảm thấy lực lượng của thượng phẩm tiên khí bát bộ phù đồ đang không ngừng bị tước đoạt, kiện bổn mạng pháp bảo này dần dần không còn thuộc về mình nữa. Không, hắn phát ra thanh âm điên cuồng, thân thể trực tiếp đánh tới, xuất ra đạo đạo mệnh hoàng thần quyền. Ầm ầm, Phương Hàn dùng một tay bắt lấy bảo tháp bát bộ phù đồ, một tay mãnh liền lật, trực tiếp ép đối phương xuống mặt đất, thật giống như con cóc bị chèn ép vậy. Độn chân pháp, thân thể Đồ Cương phủ phục trên mặt đất, đột nhiên thoáng cái hòa tan giống như đại địa biến thành chất lỏng, cả người hắn chìm vào trong đó, tan biến, không ngờ lại muốn chạy trốn. Phương Hàn bước lên, giống như hoàng giả buông xuống, cước bộ đạp trên mặt đất, lập tức ở mặt đất phía xa, giống như núi lửa phun trào, bầy chim bay loạn, mặt đất xuất hiện một lỗ thủng lớn, một thân ảnh bi đại lực chấn bay ra, thì ra là bị một bước của Phương Hàn khiến mặt đất rung động, chấn bay đối phương ra. Đồ Cương, hiện tại ngươi đã biết cái gì gọi là lên trời không đường, xuống đất không cửa chứ. Trên người Phương Hàn phát ra từng đạo dây thừng như cầu vồng trực tiếp cuốn lấy Đồ Cương kéo về, ném trên mặt đất. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi không phải là Vô Thường? Vô Thường tuyệt đối không lợi hại như vậy ớ. Ánh mắt của Đồ Cương thập phần hoảng sợ nhìn Phương Hàn hóa thân thành Vô Thường, giống như trông thấy quỷ. Vô Thường chỉ là tổ tiên bình thường, cho dù lợi hại hơn nữa cũng không thể lợi hại tới trình độ này. Hơn nữa ngươi còn chưa từng thi triển ra kiếm thuật đạo thuật của Vô Thường. Đúng vậy, ta cũng không phải là Vô Thường, mà là đệ tử phong duyên của Vũ Hóa Môn, người ngồi tại ghế lô số 77, mà hai vị đây là Đạo Hốc Thánh Tử và Thái Thượng Trưởng Lão Thần Nhất Mi. Lá gan của người thật lớn, cư nhiên dám có chủ ý với Hư Mộ Vân, không còn cách nào khác, ta đành phải giết chết người thôi. Phương Hàn thản nhiên nói, hình thể Vô Thường cũng không thay đổi. Ngươi, trong cổ họng Đồ Cương khanh khách rung động, thật giống như bị sạc vậy. Phong duyên, ta không biết, thế nhưng Đạo Hốc Thánh Tử chính là bại tướng dưới tay ta. Cho dù tổ tiên cũng bị ta đánh thành bộ dạng như chó nhà có tang. Ha ha, chó nhà có tang, bị người nhạo báng. Ngươi vĩnh viễn không cách nào quang minh chính đại thắng được ta. Đến lúc này còn dùng phép kích tướng. Đạo Húc Thánh Tử đứng thẳng lên, giọng nói âm lãnh, Đồ Cương ngươi hung hoành. Thế nhưng lại thật không ngờ có ngày hôm nay, vô thanh vô tức chết ở chỗ này. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ cho ngươi cơ hội công bằng quyết chiến sao? Chết chính là chết, không có nói nhảm nhiều như vậy. Từ nay về sau nhân sinh tuyệt vời của thiên giới, truy cầu cảnh giới cực cao đã không còn thuộc về ngươi nữa. Sư đệ, trước tiên phế hắn đi. Được, Phương Hàn đặt một trưởng lên trên đỉnh đầu Đồ Cương, vơ vét hấp thu từng đạo thần thông, các loại pháp môn tu luyện của Long tộc, còn có thần thông mệnh hoàng trong cơ thể đối phương, đều nhét vào trong thần quốc của bản thân, lực lượng một lần nữa no đủ. Cuối cùng Đồ Cương kêu thảm một tiếng, thân thể héo rút, cảnh giới không ngừng lùi lại, từ tổ tiên đến kim tiên, thiên tiên, chân tiên, hư tiên, cuối cùng giống như Âu Dương lão tổ, trở lại tình trạng trường sinh bí cảnh. Loại tu vi này đại thiên giới cũng không bằng một con kiến, tùy tiện đi ra ngoài cũng sẽ bị một đầu tiên thú ăn thịt. Phu, Phương Hàn vừa hít một hơi, lực lượng trong cơ thể cuồn cuộn không ngừng sôi trào, tựa hồ tùy thời đều có thể tấn thăng tổ tiên. Đồ Cương vừa mới tấn thăng tới cảnh giới vô thượng tổ tiên, pháp lực phi thường tinh thuần, bị Phương Hàn hấp thu toàn bộ, các loại pháp tắc vừa xông vào, thần quốc trong cơ thể lập tức lột xác, pháp tắc kim tiên giống như kình thiên trụ của Phương Hàn bắt đầu giải thể, hòa tan, biến thành chất lỏng, giống như tổ mà không phải tổ, chuẩn bị kết hợp cùng với một cỗ tổ linh nguyên mạnh ở sâu trong hư không. Đây là dấu hiệu sắp thông hiểu tổ đạo, tấn chức tổ tiên. Nhưng mà trước đó ta phải chuẩn bị sẵn sàng, hoàn toàn luyện hóa bát bộ phù đồ, hai tháp hợp nhất. Phương Hàn lập tức biết sẽ phát sinh chuyện gì, cưỡng chế ngăn chặn nguyên khí tổ linh đang dục dịch, một trường đánh nát thượng phẩm tiên khí bát bộ phù đồ. Bát bộ phù đồ là Đồ Cương luyện chế, vừa bị đánh nát, hồng hoang tổ long ở bên trong phát ra tiếng kêu thê lương,
trực tiếp biến thành chân long bá đạo bay vào trong bổn mạng bát bộ phù đồ của Phương Hàn. Hai tháp dưới pháp lực cường hoành của Phương Hàn dần dần hợp nhất, liên tục là những thanh âm nổ mạnh từ bên trong thân thể Phương Hàn truyền tới, nhưng mà mỗi một lần nổ mạnh qua đi, thân thể Phương Hàn lại trở nên cao lớn thêm một chút. Sau lưng mỗi một vị thần linh tại tinh thể thần quốc trong cơ thể của hắn đều có một con hồng hoang cầu long sống động. Bổn mạng pháp bảo bát bộ phù đồ do chính hắn luyện chế, hiện tại hai tháp hợp nhất liền biến thành thượng phẩm tiên khí. Hai tháp bát bộ phù đồ hợp nhất, thực lực của Phương Hàn một lần nữa tăng trưởng, áp lực cảnh giới một lần nữa bạo phát như muốn phun trào. Lúc này đây Phương Hàn mới chân chính tích xúc đỉnh phong, từ khi tấn chức kim tiên đến giờ không ngừng thôn phệ, cũng không biết hắn đã thôn phệ bao nhiêu đại nhân vật, Mộ Dung Sĩ, Kim Diệt Ngọc, Tào Chính Dương tám đại đệ tử thần ngục, Âu Dương Xương lão tổ, Cương Tâm Cung, Tuyệt Tình Tiến, Tàn Phiến tạo hóa thần khí, còn có kiện thượng phẩm tiên khí bát bộ phù đồ vừa rồi, toàn bộ thần thông pháp tắc, tinh huyết nguyên khí của Đồ Cương, những vật này toàn bộ cộng lại, cho dù 100 vị kim tiên cũng bị đè nổ tung, hài cốt cũng không còn, nhưng mà Phương Hàn dung nạp xuống, hiện tại lại phát sinh biến hóa, từ lượng biến đến chất biến, cảnh giới tăng lên, từng đợt khí tức tổ linh từ hư không buông xuống, nguyên thủy chi khí trong thân thể của hắn tự động được thiêu đốt, từng đợt tức tổ linh từ trong hư không buông xuống, từng đoàn nguyên thủy chi khí tự động được thiêu đốt trong thân thể hắn. Những linh mạch nguyên khí ẩn chứa khí tức vương giả kia thật giống như dầu sôi bị hỏa diễm đốt, khiến toàn thân Phương Hàn biến thành một ngọn lửa cự đại, có thể so sánh với đại nhật trên bầu trời. Nguyên bản trong dãy núi liên miên vô tận, mưa bụi mông lung, thế nhưng hỏa quang trên người Phương Hàn vừa tỏa ra, lờ ớ bê tức khiến bầu trời trở nên chói chang, tất cả thủy khí đều bốc hơi, mặt đất khô héo, thác nước biến thành vũng bùn khô cạn, thậm chí đá dưới chân cũng bắt đầu bị hòa tan. Sau khi qua mấy hơi thở, ngọn sơn phong nơi Phương Hàn đứng liền biến thành nham thạch nóng chảy cuồn cuộn, cuối cùng nham thạch bị luyện thành cho bụi hư vô, tán nhập vào trong không gian bụi bặm. Phương Hàn giống như một cái hắc động, không ngừng áp xúc, hỏa diễm tỏa ra trên người có thể thiêu đốt hết thảy thành hư vô. Đạo Húc Thánh Tử, Thái Thượng Trưởng Lão Thần Nhất Mi đã sớm trốn ra thật xa, khiếp sợ nhìn Phương Hàn, Phong Duyên sư đệ, lần này tấn chức tổ tiên động tĩnh thật sự quá lớn, không biết có thành công hay không. Phong Vân biến sắc, đại địa rung động, hắn tích xúc quá mức hùng hồn, lại chiếm được truyền thừa của cốt thánh, tấn chức thành tổ tiên lực lượng sẽ rất cường hoành, thế nhưng cũng gian nan hơn vạn lần so với người thường. Trong đạo kinh cổ xưa có ghi lại, rất nhiều đại thiên tài như vậy tại thời điểm tấn thăng cảnh giới sẽ gặp nguy hiểm cực kỳ, bị thiên địa đố kỵ, thậm chí đại đạo cũng không dung nạp. Trên mặt Thần Nhất Mi hiện lên vẻ lo lắng, cũng không hề cảm thấy lạc quan, hai tay hắn bắt đầu đánh ra từng tầng phong ấn, đều bao vây phiến thiên địa này lại, tránh cho khí tức tiết ra ngoài, bị cao thủ phát hiện sẽ rước lấy phiền toái. Tuy bọn họ thần không biết quỷ không hay hóa thành vô thường cùng thần tộc diệt sát đệ tử chấp pháp thần ngục của thiên đình, thế nhưng dù sao cũng không phải là chuyện quang minh gì, một khi bị người phát hiện, tiết lộ bí mật, sẽ gặp đại họa lâm đầu, vu hóa môn cũng không thể bảo vệ được. Chúng ta trước tiên cứ nhìn xem, nếu thật sự không được, trên người chúng ta còn có vài món cổ bảo, thậm chí bổn mạng tinh huyết cũng có thể hộ pháp giúp sư đệ trấn áp nguyên linh, một khi sư đệ tu thành vô thượng tổ tiên, trong đám thánh tử chúng ta lại có thêm một vị cao thủ tuyệt đỉnh, đến lúc đó ta xem một số đại môn phái khác sẽ phản ứng thế nào, nhất là bảy thánh tử của Thái Nhất Môn tại thời điểm đi Thái Cổ Chi Khư, không biết bọn chúng sẽ có vẻ mặt thế nào. Đạo Húc Thánh Tử ngược lại chân thành hy vọng Phương Hàn đột phá cảnh giới. Tốt, chúng ta âm thầm chuẩn bị, chỉ cần một khi sư đệ xảy ra vấn đề, chúng ta sẽ hao phí tinh huyết thi triển giai đoạn tục phụ hóa chân khí, giúp hắn trên con đường nghịch thiên. Lời nói của hai người kia cũng không thoát khỏi lỗ tai Phương Hàn, trong lòng hắn âm thầm cảm kích, nhưng cũng không cần hai người này hỗ trợ, trí tuệ của hắn là hạng nào, các loại tình huống hung hiểm đều đã qua được, huống chi là hiện tại, hỏa diễm hừng hực thiên đốt, nguyên thủy chi khí sinh ra hỏa diễm nung khô pháp tắc kim tiên của hắn thành pháp tắc tổ tiên, trong hư không từng đạo pháp tắc truyền xuống, kết hợp cùng thân thể, hoàn toàn hóa thành khí tức độc hữu của tổ tiên. Hết thảy đều tiến hành đâu vào đấy. Phương Hàn trải qua biến hóa, bát bộ phù đồ trong cơ thể không cần phải nói, đã đạt tới thượng phẩm tiên khí đỉnh phong, tam thập tam thiên chí bảo mặc dù không có tấn chức, thế nhưng mỗi một kiện trong đó đều phát ra hào quang chói lọi, tùy thời đều muốn biến thành đại nhật trên bầu trời, chiếu rọi thiên giới. Nếu như không phải Phương Hàn kiệt lực áp chế, tam thập tam thiên chí bảo sẽ chính thức bay lên trời cao, hóa thành 33 bánh xe mặt trời, tranh đoạt hào quang cùng đại nhật của thiên giới. Đây là thần đạo của vô thượng tổ tiên. Tam thập tam thiên chí bảo không tấn chức, trái lại tự do chi dực bắt đầu biến hóa. Phương Hàn cố ý tại thời điểm bản thân tấn chức liền tăng cường kiện bảo bối này, đại lượng pháp tắc tổ tiên rót vào phía trên đôi cánh. Xoẹt, đôi cánh này mạnh mẽ mở ra, khẽ vỗ sau lưng Phương Hàn, trong từng mảnh vũ màu đạm lam sắc cũng có rất nhiều tổ thần cư ngụ. Ở chỗ sâu xa trong thiên giới, một đôi cánh cự đại cũng như ẩn như hiện truyền lại các loại tự do chi lực gia trì, khiến cho một đôi cánh này vỗ lên, có thể đi tới bất cứ địa điểm nào, không thứ gì có thể ngăn cản được tự do.
tự do chi dược biến thành thượng phẩm tiên khí. Tiếng sấm vang rền, bầu trời cư nhiên xuất hiện từng đạo tia chớp trong mây đen, cư nhiên ngừng kết lại với nhau biến thành một pho tượng hình người. Tia chớp hình người, những tia chớp hình người kia, mỗi đạo đều có khí tức tổ tiên, liên tục bổ xuống đỉnh đầu Phương Hàn. Lô tổ chi kiếp, tại sao lại có nhiều tia chớp hình người như vậy? Lúc trước ta tấn chức tổ tiên cũng chỉ bị một đạo tia chớp nhân hình đánh xuống, đây là lôi tổ chi kiếp. Tia chớp nhân hình nọ chẳng khác gì là một kích toàn lực của tổ tiên, có thể chống đỡ thành công, thôn vệ tia chớp này, bản thân sẽ chính thức biến thành tổ tiên. Đây là kiếp số mà mỗi người đều có. Thế nhưng theo ta được biết, mỗi người chỉ có một kiếp, sao sư đệ lại có lắm như vậy? Trông thấy nhiều tia chớp hình người như vậy, đạo húc thánh tử liền giật mình hoảng sợ than. Vừa lúc đó những tia chớp hình người kia đều bổ xuống, đạo sau tiếp đạo trước bổ về phía Phương Hàn. Mỗi một lần tiếp xúc đến thân thể của Phương Hàn liền phát ra tiếng bạo tạc kinh thiên động địa, không gian bốn phía bị tạc thành mảnh vỡ, giống như thủy tinh rơi xuống. Thần nhất mi phun ra một ngụm máu tươi, cấm pháp mà hắn bố trí cũng bị phá vỡ. Phương Hàn lại không hề động dung chút nào, mỗi một lần tia chớp hình người trùng kích xuống, hắn đều há mồm phun ra một đoàn khí lưu này lập tức phá vỡ tia chớp hình người, hóa thành từng sợi điện lưu thẩm thấu tiến vào trong thân thể Phương Hàn. Vì tinh thể thần quốc của hắn tăng thêm lực lượng, khiến cho tổ thần trong đó càng thêm lớn mạnh, đây là độ kiếp đang biến tướng. Trên dưới dưới khoảng chừng 100 tia chớp hình người trùng kích xuống, nhưng đều bị khí tức của Phương Hàn đánh tan, thôn phệ tiến nhập vào thân thể. Mỗi một lần thôn phệ, toàn thân Phương Hàn đều tỏa ra điện mang chói sáng, đại đạo bất dung, chu diệt dị loại. Đột nhiên trên bầu trời xuất hiện thiên âm, tựa hồ như do tự nhiên hình thành, một đầu đại thủ lôi đình cự đại bổ xuống, trong lòng bàn tay của cự trưởng đều là con mắt, mỗi một con mắt đều có vô số mắt kép, lập loè tỏa ra lôi quang mang tính hủy diệt, muốn làm Phương Hàn bốc hơi. Đây là đạo húc thánh tử trông thấy lôi thủ đầy con mắt này, toàn thân đều nổi da gà, đây là hình chi thủ, chỉ khi thiên đình diệt dị đoan mới xuất hiện, chẳng lẽ sư đệ là dị đoan? Hình chi thủ, ánh mắt dày đặc trong thủ trưởng bổ xuống, lôi đình có thể làm cho tổ tiên bốc hơi. Lôi chi thiên quân, hộ vệ thân thể ta, 100 triệu lôi đình bất xâm, nghe ta hiệu lệnh. Thời điểm hình chi thủ bổ xuống, Phương Hàn đột nhiên mở mắt, phía sau lưng hắn thậm chí xuất hiện một hư ảnh cao lớn, hư ảnh này toàn thân đều là lôi phạt chi nhãn, mặc chiến quần, trên bày tay cũng đều là con mắt, có phần tương tự với hình chi thủ, hình thể của lôi đế thiên quân. Đạo húc thánh tử cùng thần nhất mi một lần nữa liên tiếp lui về phía sau. Sao hắn có thể diễn hóa ra hình thể này? Là loại đạo thuật gì mà có thể khắc chế vạn lôi a? Từ giờ trở đi lôi kiếp sẽ không thể làm gì được hắn nữa. Thật ra Phương Hàn đã rút ra hư ảnh của lôi đế thiên quân từ trong trí nhớ của đám người Tà Chính Dương, nhờ Chu Thiên Nghi thôi toán. Lúc trước còn không thể thôi toán ra, thế nhưng hiện tại thoáng cái tấn thăng đến cảnh giới tổ tiên, thời điểm luyện hóa thương tâm cung, tuyệt tình tiến, Chu Thiên Nghi đã tấn thăng làm thượng phẩm tiên khí, thôi toán trở nên thần diệu hơn rất nhiều. Rốt cuộc làm cho lôi pháp ngừng tụ thành bóng dáng của lôi đế thiên quân, mô phỏng giao uy áp, lôi đế thiên quân sau lưng hắn bổ ra một trường, đối bính với hình chi thủ, lập tức liền đánh tan hình chi thủ, 100.000 con mắt rơi xuống, giống như sao băng rơi, toàn bộ bị Phương Hàn nuốt xuống. Phương Hàn đứng thẳng dậy, cước bộ tiến lên, vững vàng sừng sững, ngón tay chỉ lên trời, tựa hồ muốn tách thiên địa ra, khí tức tổ linh xoay tròn quanh thân, thật lâu mới tản đi, nguyên khí bốn phía cũng yên tĩnh lại, sông núi, đại địa bị Phương Hàn hòa tan không ngờ biến thành từng đạo địa thủy hòa phong, xoay tròn trong phạm vi 10 vạn dặm, một số sinh linh, động vật cũng đều sinh ra trong địa thủy hòa phong. Cái này, đạo húc thánh tử nhìn mà không thể tưởng tượng nổi, đại địa, sông núi mới vừa rồi bị phá hủy, cư nhiên một lần nữa khôi phục lại trong địa thủy hòa phong, thậm chí sinh linh cũng không ngừng tụ lại thành huyết nhục, hồn phách một lần nữa diễn sinh mà ra, phản bản hoàn nguyên, hóa tổ quy nguyên tông. Phương Hàn cuối cùng khoanh chân ngồi xuống, thiên địa đều ở trong lòng, pháp pháp như niệm, cải tạo càn khôn. Trong thiên địa, sương mù mông lung, sơn hà như vẽ, hoàng oanh ca sướng trên tàng cây, nước suối lưu chuyển, thác nước ý ầm dội xuống. Từng ngày trôi qua, cư nhiên đã trở thành khung cảnh như ban đầu, làm cho người ta có một loại tư vị như mộng tự huyễn. Đạo húc thánh tử thậm chí thấy được một bầy bạch lộc đã tu thành cảnh giới hư tiên đang lao nhanh, bầy bạch lộc vừa rồi bị hóa thành tro tàn, hiện tại cư nhiên một lần nữa sinh ra, hơn nữa vẫn bảo trì tư thái như cũ, tinh tế gặm nhai linh dược, hồn nhiên như chưa hề trải qua biến hóa sinh tử. Mỗi một chi tiết trong phiến núi non sông ngòi này, thậm chí ngay cả con cá nhỏ trong nước đều một lần nữa miêu tả ra, hết thảy đều còn nguyên, thiên địa chính là thiên địa. Sư đệ, ngươi đây là... Ta đã tấn thăng đến cảnh giới tổ tiên, có thể thôi diễn vạn phương, cải tạo càn khôn. Thế nào, phiến thiên địa này vẫn là thiên địa đúng không? Ta miêu tả không có sai chứ? Từng cọng cây ngọn cỏ, từng con chim viên đá, hạt cát, hạt mưa đều không có nửa điểm sai khác với nguyên lai đúng không? Phương Hàn tự tin nói, không có, không có.
Trong yết hầu của Thần Nhất Mi vang lên thanh âm khẹt khẹt như bị vật gì đó mắc kẹt lại vậy. Sư đệ, thực lực của ngươi hiện giờ, ta thật không biết dùng từ ngữ gì để hình dung nữa. Cái miệng của Đạo Húc Thánh Tử há to, giống như con cóc muốn nuốt thiên nga vậy. Nếu như sư đệ thể hiện ra thực lực, một số lão ngoan đồng của Vũ Hóa Môn chúng ta chỉ sợ cười ngoác miệng à. Chuyện này tốt hơn hết là giữ kín một chút, nếu không cũng rất dễ chết non trong đám thiên tài đông đúc. Phương Hàn tinh tế nói, ta sẽ âm thầm phong ấn một bộ phận thực lực, không biểu hiện ra, sẽ cường hoành hơn một số tổ tiên bình thường. Đến lúc đó mới dễ dàng làm việc, ta cũng không muốn bị thiên đình chú ý. Vậy cũng được, truyền nhân cốt thánh, thật ra cũng không có gì, thế nhưng rơi vào tay một số kẻ có dị tâm, sẽ tạo thành mưa gió. Hơn nữa thực lực của sư đệ quá mức kinh thế, tiên nhân đều bị hù chết, nhất định phải phong bế lại. Hai người đều tán thành việc Phương Hàn phong bế một phần thực lực. Phương Hàn liền âm thầm phong ấn 8 phần pháp tắc tổ tiên của mình lại, đồng thời kiểm tra thoáng cái vương cấp linh mạch trong Chí Thiên Môn, phát hiện mình bản thân tấn chức tổ tiên, trọn vẹn đã thiêu đốt 5 vạn đạo linh mạch cấp 1. Hiện tại vương cấp linh mạch rút nhỏ gần như một nửa, loại tiêu hao nguyên khí khi tấn chức này, người bình thường thật đúng là không cách nào duy trì tiếp. Ngẫm lại nếu như có hai người tuyệt đại tài trí mưu lược kiệt xuất như Phương Hàn tấn chức, sẽ tiêu hao trọn vẹn một đạo vương cấp linh mạch, ngoài trừ thiên đình ra, chỉ sợ không có môn phái nào có thể tiêu hao lớn như vậy. Nhưng mà Phương Hàn lại dùng cái này để đổi lấy thực lực thâm sâu khó lường, hiện tại chỉ sợ hắn thổi một hơi có thể trực tiếp giết chết tổ tiên cấp thấp, chớ nói chi là thi triển ra tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền 33 lần chiến lực. Thậm chí hiện tại Phương Hàn cũng không cách nào tưởng tượng nếu như mình thi triển ra 33 lần chiến lực rốt cuộc uy lực sẽ thế nào. Hắn cũng không dám đơn giản thi triển, không phải sợ người khác phát hiện, mà là một khi thi triển ra sẽ hủy diệt một mảnh thiên địa, sát thương quá nhiều. Hơn nữa một khi thi triển ra 33 lần chiến lực, không biết sẽ tiêu hao bao nhiêu linh mạch nguyên khí. Trong đám người kim tiên cũng chia làm 3-7 loại, có kim tiên cấp thấp như môn chủ Thiên Tuyền Môn, cũng có loại kim tiên yêu nghiệt biến thái giống như Tào Chính Dương, Đồ Cương, không biết tổ tiên thì sẽ như thế nào, thực lực có sai biệt giống như vậy hay không, tổ tiên cao dài có thể chém chết 100.000 tổ tiên cấp thấp hay không. Tổ tiên đã là vị trí quý tộc tại thiên giới, kim tiên tại thiên giới cũng là bình thường, mà tổ tiên lại không giống như vậy. Phương Hàn biết, địa vị của mình ở thiên giới đã tăng lên khi đạt tới cảnh giới tổ tiên, chỉ cần vừa về tới Vũ Hóa Môn sẽ trở thành thánh tử. Thánh tử cùng đệ tử hạch tâm hạt giống không giống nhau. Đúng rồi, ta muốn tham gia cuộc chiến hạch tâm hạt giống của thiên đình, không biết tấn thăng đến tổ tiên có thể tham gia hay không. Đột nhiên trong lòng Phương Hàn khẽ động, nhớ ra vấn đề mấu chốt. Ha ha, sư đệ, là ngươi muốn được nghĩa nữ của Vĩnh Hằng Thiên Quân ưu ái, làm con rể của Vĩnh Hằng Thiên Quân, một bước lên trời đúng không? Đạo Húc Thánh Tử nở nụ cười, cái này ngươi cứ yên tâm. Thật ra cuộc chiến đệ tử thiên tài hạt giống hạch tâm do thiên đình tiến hành cũng trông cậy vào việc lựa chọn hạng người kiệt xuất, đám người nổi bật trong số kim tiên chẳng qua chỉ dùng để bồi dưỡng mà thôi. Mà trong đám thánh tử chúng ta cũng sẽ có một hồi đại chiến, đây mới thực sự là giao thủ, cho nên đám đệ tử thần ngục thiên đình, mỗi người đều muốn tấn chức tổ tiên, tham gia chiến đấu giữa các thánh tử, chỉ có thánh tử mới có thể nhận được nghĩa nữ của Vĩnh Hằng Thiên Quân ưu ái, còn kim tiên chỉ là quân chúng mà thôi. Còn có chuyện như vậy, vậy ta an tâm rồi. Trong lòng Phương Hàn giống như bỏ được tảng đá lớn xuống. Đi, sư đệ, chúng ta tới Hư Gia gặp Hư Mộ Vân, sau đó cùng nhau trở lại Trung Châu Vũ Hóa Môn. Thế lực của Hư Gia cũng rất lớn, nếu như sư đệ có thể có được Hư Mộ Vân nạp làm tiểu thiếp cũng rất không tồi, sau này có thể dần dần nắm giữ một bộ phận thế lực của Hư Gia. Ta không hề có ý nghĩ này. Phương Hàn lắc đầu, bước vào hư không, cùng hai người tan biến, hành tàu về phía Hư Gia. Nam Bộ Châu cũng là một đại châu, thổ địa rộng lớn, địa mạch nồng hậu, cơ hồ ở chỗ sâu trong mỗi một dãy núi đều ẩn chứa linh mạch phong phú, được xưng là một trong những nơi ẩn chứa linh mạch dày đặc nhất trong các đại châu thiên giới. Một đại châu được gọi là giàu có, chủ yếu là nhìn trình độ phân bố dày mỏng của linh mạch, tỉ như thần châu tịnh thổ thần bí nhất, cơ hồ cách vài bước là thấy một con suối ở đây chính là linh mạch. Nam Cung Thế Gia ở trong Nam Bộ Châu chính là chúa tể tuyệt đối, một thế gia nắm giữ đại châu giàu có, thực lực bản thân cực kỳ cường hoành, có thể so sánh với một số thế gia vương giả như Mục Dã, Hiên Viên, Âu Dương. Nghe đồn trong thế gia này có rất nhiều lão ngoan đồng, thánh tiên, thậm chí chí tiên tọa chấn. Chỉ có điều không hiển hách như Mục Dã thế gia, không có một vị thiên quân mà thôi. Nam Cung Thế Gia ở giữa hai ngọn núi, nơi tiếp giáp giữa hai ngọn núi này giống như thiên nhân câu thông âm dương. Hai ngọn núi sừng sững ở giữa Nam Bộ Châu, có phong cảnh tú lệ, có sơn thủy hiểm ác, quái thạch lởm chởm, dòng nước chảy xiết, thật giống như một nửa là tiên cảnh, một nửa là ma vực. Nam Cung Thế Gia tọa lạc tại chỗ sâu nhất, ở trong tiên cảnh mà đệ tử rèn luyện đều tới ma vực chém giết. Nghe đồn thời xa xưa hai ngọn núi này được một vị cao thủ thần bí vô thượng tạo nên, câu thông tiên ma, phân chia thành hai giới. Trong tiên cảnh, khắp nơi đều là hào quang thụy khí, trên núi có vô số linh tuyền phun ra quang huy,
mỗi một đạo linh tuyền đều là một linh mạch, đệ tử hành tẩu ở trong đó có thể tận tình hấp thu nguyên thủy chi khí. Cung điện huy hoàng được xây dựng trong núi, vô số long, phượng, côn bằng, kế mông các loại thần thú nhàn nhã dạo chơi bên trong, thật giống như thú của thiên đế. Chuyện này còn có thiên lý, còn có vương pháp không? Muốn chết, Vũ Hóa Môn, Phong Duyên, đây quả thực là muốn chết rồi. Trên trời dưới đất, không ai có thể cứu được bọn hắn. Lúc này, trong phòng họp của một tòa cung điện, có người rít gào vỗ mạnh bàn. Thanh âm truyền ra ngoài mang theo sát khí đằng đằng, làm cho một số côn bằng thần điều cự đại bị chấn đắc hôn mê, rất nhiều chim thú bay loạn. Tại một cái bàn tròn màu vàng, chung quanh trọn vẹn có 20 lão nhân đang an tọa. Sau lưng mỗi lão già đều có vài tên cái lão hạt giống kim tiên cao ngạo đứng sừng sững, mỗi một người đều toát ra sát khí nồng đậm. Nam Cung Hoành cũng là phế vật, cư nhiên bị người ta khống chế, bắt quỷ tới 3 ngày 3 đêm, là mất hết cả thể diện của Nam Cung Thế Gia đem chúng ta. Chuyện này đã truyền ra ngoài, người của Hiên Viên Thế Gia đã lập tức tìm tới tận cửa rồi, tuy nói là an ủi, thế nhưng lại đang cười vào mũi Nam Cung Thế Gia chúng ta. Một lão già gầm lên, sau đó ánh mắt quét bắn tới 4 người, Nam Cung Sát, Nam Cung Diệt, Nam Cung Nguyên, Nam Cung Hiền, 4 người các ngươi thân là thái thượng trưởng lão của Nam Cung Thế Gia, đều là tuyệt đại tổ tiên, cư nhiên bị một tên kim tiên diệt uy phong, còn làm mất Thương Tâm Cung, tuyệt tình tiến mà tình thánh lão tổ truyền lại, đây là đại tội, ta xem các ngươi giải thích thế nào. Nam Cung Diệt sừng sững đi lên, sắc mặt đen kịt, cũng tức giận không nhẹ. Phong Duyên tiểu tử kia pháp lực vô cùng thâm hậu, tại trong mộ của Quỷ Vũ Thánh Quân, không biết làm sao mà chiếm được truyền thừa của cốt thánh, chúng ta tuy cao hơn hắn một cảnh giới, thế nhưng vẫn như cũ không cách nào chống lại lực lượng của thánh nhân, việc này phải bẩm báo cho áp lực. Nam Cung Thế Gia chúng ta mượn đao giết người, để Thiên Đình xuất mã gây áp lực với Vũ Hóa Môn. Đúng vậy, Nam Cung Thế Gia gióng trống khua chiêng bức bách Vũ Hóa Môn cũng không phải cách hay, khiến người chê cười, nói là đám đệ tử tranh đấu, hành động theo cảm tính. Chúng ta tất phải bẩm báo cho Thiên Đình, để Thiên Đình mở miệng, làm cho bọn chúng giao ra truyền nhân cốt thánh. Đúng vậy, Thiên Đình xuất thủ, chúng ta mới có danh phận đại nghĩa. Lần này thanh danh của Nam Cung Thế Gia mất sạch, nhất định phải lấy lại, nếu không chúng ta thật thẹn với Liệt Tổ Liệt Tông. Đúng vậy, Liệt Tổ Liệt Tông ở trên, lần này chúng ta nhất định phải giết Phong Duyên, đoạt lại Thương Tâm Cung, tuyệt tình tiến của Tình Thánh lão tổ. Ngay bây giờ ta sẽ đi Thiên Đình phát chiếu thư, đồng thời ban bố lệnh truy sát, thiên hạ ai giết được Phong Duyên, sách đầu hắn tới đây sẽ được bao cho vô số phần thưởng. Quần hùng căm phẫn, mọi người Nam Cung Thế Gia đều hận không thể lập tức giết ra ngoài, băm Phong Duyên thành vạn mảnh. Đúng lúc này, một cỗ uy áp thật lớn đột nhiên buông xuống, tất cả mọi người giống như hít thở không thông. Một bóng dáng bạch sắc xuất hiện ở sâu trong miếu đường. Lão tổ, Tình Thánh lão tổ. Lão già vừa rít gào kia nhìn tới, đột nhiên vội vàng quỳ xuống. Lão tổ, các đệ tử làm kinh động tới ngài, làm mất pháp bảo mà ngài ban cho, nhưng mà chúng ta nhất định sẽ giúp lão tổ thu hồi lại. Nguyên lai bóng người bạch sắc này cư nhiên là một vị thánh tiên, trọn vẹn cao hơn 2 cảnh giới so với tổ tiên. Phía trên tổ tiên là nguyên tiên, phía trên nguyên tiên chính là thánh tiên. Đây là Tình Thánh uy danh hiển hách của Nam Cung Thế Gia, Nam Cung Thương Tâm. Chuyện này cũng không trách được các người. Nam Cung Thương Tâm lên tiếng, thanh âm rất hòa nhã, vô cùng êm tai, mang theo vẻ nho nhã bình thản, thế nhưng lại xen lẫn một cỗ bi thương vô tận trong đó. Lão tổ, các người nghe cho kỹ, chuyện này từ nay về sau không nên nhắc lại. Đưa Nam Cung Hoành vào trong ma quỷ giới tôi luyện, khi nào đại thành mới có thể đi ra. Nam Cung Thương Tâm, vị thánh tiên này phân phó. Nhưng chuyện này nếu cứ bỏ qua như vậy, Vũ Hóa Môn thật sự là quá kiêu ngạo. Nếu chỉ đơn giản là một cái Vũ Hóa Môn cũng coi như không có gì, nhưng mà sau lưng của Phong Duyên còn có đại nhân vật. Nam Cung Thế Gia chúng ta ở trước mặt vị đại nhân vật này cũng chỉ là con kiến mà thôi. Một câu của Nam Cung Thương Tâm chấn đắc khiến đám người Nam Cung Thế Gia chóng mặt, không biết đông tây nam bắc. Lão tổ, Nam Cung Sát đang quỳ dưới đất liền ngẩng mặt lên nói, Nam Cung Thế Gia chúng ta cũng không dây vào được. Chẳng lẽ là... Trong miệng của hắn phun ra 2 chữ, Thiên Quân. Đúng vậy, đúng là Thiên Quân, vì an nguy của Nam Cung Thế Gia chúng ta, các người hãy an phận một chút, chuyện này không nên đề cập tới nữa. Phong Duyên là một người được Thiên Quân chọn chúng, động tới hắn sẽ đắc tội với vị Thiên Quân ở phía sau. Lửa giận của Thiên Quân không phải Nam Cung Thế Gia chúng ta có thể thừa nhận được. Bất quá đích thân ta sẽ ra ngoài một chuyến tìm Phong Duyên, hy vọng có thể gặp mặt một lần với vị Thiên Quân sau lưng hắn. Các ngươi hãy an tâm ở nhà, đừng để đệ tử gây chuyện thị phi. Nam Cung Thương Tâm phân phó một câu, sau đó cả người hoàn toàn tan biến. Đại thế gia ở thiên giới có tới ngàn vạn, mạnh nhất chính là Thần Châu Tịnh Thổ Hoàng phủ gia, còn có Mục Dã gia tộc, Hiên Viên gia tộc, mặt khác còn có Nam Cung, Âu Dương Thế Gia, cũng không hề nhỏ hơn Vũ Hóa Môn ta, còn có liên lạc chặt chẽ với Thiên Đình. Trên Lương Hư Hà, sương mù tràn ngập, Phương Hàn, Đạo Húc Thánh Tử, Thần Nhất Mi Thái Thượng Trưởng Lão hành tàu trên hư không, sương mù tự động tản ra thành lối đi, nhìn về phía xa là một tòa sơn mạch như cự long phủ phục. Trong dãy núi,
linh mạch tràn ra, thận khí cuồn cuộn, ngư long diễn sinh, giống như mộng ảo. Đó chính là Hư Lượng Sơn, địa bàn của Hư gia. Mấy người Phương Hàn tới, đầu tiên là thăm Hư Mộ Vân, thứ hai là thoáng thám thính ý đồ của kẻ vừa chết, Đồ Cương, rửa sạch hiểm nghi, xem ngọn nguồn người của Hư gia đã đem chuyện Vô Thường nửa đường cướp giết cho Thiên Đình hay chưa. Trên đường đi tới Hư gia, ba người đều bàn luận về một số vương giả đại thế gia của các châu trong thiên giới, nhất là Nam Cung thế gia. Phương Hàn thôn vệ vô số cao thủ, có trí nhớ khổng lồ, biết rất nhiều tin tức, nhưng trong cỗ trí nhớ mênh mông như biển này, rất khó tìm ra thứ hữu dụng, thật giống như muốn tìm một quyển sách hữu dụng trong tòa tàng thư khố cự đại vậy. Thế nhưng hiện tại lại bất đồng, hắn tấn thăng làm tổ tiên, bát bộ phù đồ, Chu Thiên Nghi đều biến thành thượng phẩm tiên khí, năng lực thôi diễn tăng lên gấp trăm lần cũng không dừng lại. Mỗi một vị tổ thần trong tinh thể thần quốc đều là một vị chủ thần chi linh thôi diễn tương lai, kết hợp lại, khiến những trí nhớ kia trở nên rõ ràng. Chỉ cần ý niệm vừa động, trí nhớ hữu dụng sẽ lập tức hiện ra, cơ hồ không cần thời gian, chỉ trong một sát na, thôn vệ trí nhớ của bọn người Tào Chính Dương, Dịch Thiên Hành, Mộ Dung Sĩ, Kim Diệt Ngọc, tựa có phần không đủ, trí nhớ quá ít. Nguyên bản những người này đều là bác học chi sĩ, nhất là thiếu chủ của Thiên Đình, đọc nhiều sách vở kiến thức nguyên bác, tin tức trên người cũng vô cùng nhiều. Trí nhớ của mỗi người đều là vô cùng vô tận. Thế nhưng hiện tại thần quốc trong cơ thể Phương Hàn quá lớn quá nhiều, tất cả trí nhớ cộng lại chỉ giống như chín châu mất sợi lông. Thế cho nên Phương Hàn cảm thấy mình hiện tại vẫn còn trống rỗng, không phải nguyên khí cùng lực lượng trống rỗng, mà là tri thức. Hắn hấp thu càng nhiều tri thức bổ sung trí tuệ của mình. Tốt nhất là một số văn minh sử rất nhiều kỷ nguyên trước, toàn bộ đều nhét vào trong thân, có thể nhận được càng nhiều tri thức, càng có bổ sung lớn đối với kỷ nguyên thần quyền. Hiện tại Phương Hàn thiếu khuyết không phải là nguyên khí mà là tri thức. Sau khi đạt được tri thức có thể lắng động, làm mình biến hóa, lại trải qua thần quốc tự thân thôi toán biến thành trí tuệ của mình. Kế tiếp hắn muốn tấn chức cảnh giới nguyên tiên, trong truyền thuyết muốn tấn chức nguyên tiên nhất định phải tích lũy tri thức khôn cùng, nhận thức thiên địa kinh vĩ, tham ngộ các loại huyền bí quỷ thần, nhật nguyệt, thời không, vạn giới, chư tiên, ngược dòng nguyên điểm, từ đó đạt tới cảnh giới nguyên tiên địa vị của nguyên tiên tại thiên giới gần với thánh tiên. Tốt nhất là đạt được một số tri thức trên một lần kỳ nguyên, thậm chí tri thức văn minh sử trong các loại kỷ nguyên, như vậy sẽ có trợ giúp rất lớn để ta tấn chức nguyên tiên, hơn nữa càng làm cho kỷ nguyên thần quyền của ta thêm phong phú. Phương Hàn quan sát phù lục kỷ nguyên thần quyền bên trong cơ thể, một đạo phù lục này tại thời điểm bản thân tấn chức tổ tiên cũng phát sinh biến hóa, lớn mạnh hơn không ít, hơn nữa bắt đầu học giống như tiểu túc mệnh thuật, thôn phệ thần thông, những thần thông của chư hoàng toàn bộ đều xoay tròn chung quanh kỷ nguyên thần quyền, sau đó hòa tan tiến vào bên trong, làm cho kỷ nguyên chi đạo thêm phong phú. Thượng cổ chư hoàng thiên đình đều là những kẻ có uy danh hiển hách, hạng người tham ngộ thiên cơ, bọn họ sáng tạo ra võ học tuy so ra còn kém tạo hóa thần quyền, thế nhưng lại siêu việt hơn rất nhiều so với Phương Hàn. Nhất là Phương Hàn vừa hấp thu mệnh hoàng vô địch đại thiên thần quyền trong thân thể Đồ Cương, có tính mạng chi đạo, thăm dò mệnh lý, có trợ giúp rất lớn đối với hắn khi tham ngộ vận mệnh. Phù lục kình nguyên thần quyền co duỗi hấp thụ, Phương Hàn phòng trừng cũng đã có thể đánh ra 10 lần chiến lực, cũng đủ dùng. Tại bên trong bổ thiên lô còn có rộng lượng bổ thiên chân khí, như thường có thể tiến hành huấn luyện ma quỷ. Hơn nữa trong quá trình tấn chức tổ tiên, dù chi thánh tiên Phật đà còn chưa sử dụng hết, như thường vẫn có thể rèn luyện hình thể, rèn luyện pháp tắc, tiền đồ kế tiếp có thể nói là rộng mở. Vũ Hóa Môn Đạo Húc, Nhất Mi, Phong Duyên tới bái phòng Hư gia, chủ nhân còn chưa ra nghênh đón sao? Xuyên Việt qua Lương Hư Hà, nhìn dãy núi trước mắt, từng ngọn tiếp theo từng ngọn, vòm trời có chút vặn vẹo, thật giống như thiên mạc, bao phủ cả dãy núi trong đó, đây là cấm pháp của Hư gia, có thể ngăn cản đại quân tiến công. Tại thiên giới, có rất nhiều yêu ma yêu thú tạo thành thú triều, trùng kích khắp nơi, có một số vương giả đại phái thậm chí đã bị tổn thương thảm trọng, cho nên trận pháp của rất nhiều vương giả đại phái đều rất lợi hại, có thể nói là sát thần diệt Phật, không gì làm không được. Tuy Phương Hàn có thể xông vào, thế nhưng hiện tại cũng không cần thiết, từng đạo trận pháp hiện lên trong mắt hắn, trong đó chứa rất nhiều huyền bí, cũng đều không gạt được ý niệm của hắn, hắn hoàn toàn có thể ấn nút tiến vào thông qua một số chỗ yếu nhược của trận pháp. Đạo Húc Thánh Tử đứng bên ngoài đại trận lên tiếng, để người của Hư gia biết, mà Phương Hàn cùng thần Nhất Mi Thái Thượng Trưởng Lão một mặt quan sát đại trận thủ hộ Sơn Phong, một mặt nói chuyện phiếm. Sư đệ, đại trận hộ Sơn của Hư gia này ẩn chứa xu thế Long Hồ Bôn Đằng, trong đó có một số đại trận huyền thiên bàn nhược thiện pháp, chu thiên tinh tượng đại đấu chuyển, hư không ngũ hành nghịch phản, hắc bạch cổ động, mỗi đại trận trong đó đều liên lạc lẫn nhau, linh mạch vận chuyển, một khi thúc giục, nhờ vào lực lượng thiên địa buông xuống, đủ có thể dùng một kích diệt cao thủ tổ tiên. Thần Nhất Mi hắc hắc tán thưởng, nhưng mà cũng không lợi hại bằng trận pháp mà Hoa Thiên Quân bố trí trong Vũ Hóa Thiên Quốc của Vũ Hóa Môn chúng ta, bởi vì Hư gia cũng không xuất hiện qua cái thế Thiên Quân. Những trận pháp này tuy lợi hại, thế nhưng vận chuyển vẫn có phần gượng gạo, hiển nhiên là pháp lực của người tọa trấn quá mức nông cạn,
ngươi xem trên ngọn núi đệ tử vận chuyển hắc bạch cổ động đi, không ngờ chỉ là năm kim tiên, như vậy sao có thể thúc giục nổi, quả thực là buồn cười. Kim tiên lắc đầu, chỉ cần ta thi triển toàn bộ lực lượng, trong một sát na có thể phá vỡ đại trận này, giết chết toàn bộ năm kim tiên, một tên cũng không lưu lại. Sư đệ, ngươi là kẻ quái thai, biến thái không cần nói, thần nhất mi giật nảy mình, nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên thử, hư gia vẫn có nhân vật lợi hại, nghe nói người khai sáng chính là một vị nhi tử của hư hoàng, hư vô hồi, tu vi hiện tại chính là chí tiên đỉnh phong, đến nay vẫn còn tồn tại, hắn đang cố gắng phá tan gông cùm xiềng xiếc muốn đạt tới nghiệp vị thiên quân. Nghiệp vị thiên quân không phải chỉ khổ tu là có thể đột phá được, hiện tại tu vi của Phương Hàn đã đạt tới vô thượng tổ tiên, cảm ứng trong hư không tối tam cảnh giới chi tổ, một số thứ trên con đường tu luyện đều đã thấu triệt, biết cảnh giới thiên quân lợi hại, chí cao vô thượng, nhất định phải có cơ duyên lớn lao, nhận được vận mệnh ưu ái mới có thể bước vào cảnh giới chí tôn. Nghị lực, trí tuệ, lĩnh ngộ, thiên tư của bản thân cũng không phải là tối trọng yếu, rất nhiều đại thế gia, đại môn phái, lão ngoan đồng khổ tu trong thiên đình, sống hơn trăm triệu năm thiên giới đạt tới chí tiên, thế nhưng chung quy lại không cách nào tiến lên thiên quân, không cách nào nhận được vận mệnh ưu ái. Căn cứ vào trí nhớ khổng lồ, đã thật lâu trên thiên giới không có ai tu thành thiên quân. Tấn thăng thiên quân gần đây nhất là 300 triệu năm thiên giới trước, một vị gọi là Mục Dã Hoang đã tu thành thiên quân, làm chấn kinh thiên địa thái cổ. Người này được xưng là chiến vương thiên quân, quả thật là thiên quân rất khó tu thành, hiện tại đã trở thành truyền thuyết xa xăm. Thần nhất mi lắc đầu, mấy vị tổ sư của vũ hóa môn chúng ta đã bế quan từ 5.000 năm thiên giới trước, nhờ vào thiên mạch của thiên đình thế nhưng vẫn không thể đột phá. Đáng tiếc à, đáng tiếc, nếu như một người có thể đột phá, thực lực của vũ hóa môn chúng ta cũng không phải bộ dáng này. Môn phái có thiên quân che chở, trên cơ bản tại trong kiếp nạn gì cũng có thể sừng sững không ngã. Hoa thiên quân sáng lập ra vũ hóa môn chúng ta rốt cuộc là đã vẫn lạc hay biến mất vậy? Phương Hàn hỏi, không biết vì sao mỗi lần nhắc tới người sáng lập vũ hóa môn, hoa thiên quân, hắn lại nhớ tới hoa thiên đô. Hiện tại hoa thiên đô cũng đã phi thăng lên tiên giới. Kết thúc tập này ở đây, mọi người nhớ nhấn like và đăng ký kênh để xem tiếp các phần sau nha.